Ồ, nhìn ghê ha. Nhưng mà ăn ngon lắm ha. Ăn cũng được, ngon. Ê, 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 ê. Sao tự nhiên nó đi phiệt phiệt nha, đấy phiệt mạng chứ. Tôi bấu nó dính dính vậy đó, nó không có bay đi được. À, nó dính luôn. Đúng rồi, cái miếng này nó hay quá. Miếng này đã giống như có sợi tơ dính lại luôn à. Nó bấu dính vô vậy đó. Cái mình gặp nó mình bắt nó. Để em đẻ xuống ha. Khoan 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 khoan. Đây là cây măng nó bị nó con đó nó cắn nó chích đó ha. Dạ, đúng rồi. Ồ, ừ, cây măng luôn Thôi cho măng luôn. rồi. Rồi, vậy lại gãy cây này luôn rồi, Dạ, luôn rồi ha. đúng rồi. Sau khi đi một vòng bắt được cũng được một mớ con rồi cô bác. Nhìn ghê quá. Nhưng mà nó là món đặc sản ha. Hả? Trời ơi, máy nó không làm được rồi mình làm luôn. Làm luôn được. Ừ, bị nhiều không chị? Mấy công anh? Mấy? Nửa công à? Nước tràn bờ luôn. Ngã trơn rồi mình cắt tay luôn hả chị? Rồi sao cắt có một mình à? Chị bị mấy công? 4 công luôn. Ngã rạp hết trơn luôn cô bác ơi, nước rồi nè. Rồi có ai cắt tiếp mình không chị? Cắt chút chút thôi ha. Ồ, trơn luôn rồi. Này thì cũng 4 công. Bên đây cũng vậy. Ồ. Vậy là cái khúc này năm nào cũng bị hết. Năm ngoái thì tràn bờ luôn ha. Nước tràn bờ luôn. Rồi em đi chị ơi, cảm ơn. Ok. Rồi này máy mình gặt được không ha? Máy vô được không? Thì là đỡ đầu lên rồi cho nó đỡ rồi mình gặt ha. Bỏ 50% luôn. Đúng không? Ồ, quá cỡ. Ngã rạp chân luôn. Ừ. Khu này
này là năm ngoái là mình bị tràn lắm luôn nè. Đỡ đầu lên hết vậy là máy gặt được ha. Nhiều công không anh? 4-5 công hả? Ngã hết trơn luôn. Rồi năm nay có dí cù chuột không? Không có chuột hả? Rồi, cảm ơn anh nha. 4-5 công lận ha. Ngã hết trơn luôn. Nơi này là cái chỗ mà mỗi năm bị nước tràn bờ này cô bác. Hôm nay thì lúa ngã hết trơn vậy. Rồi cô đi hái rau hả cô? Dạ. Rồi mình hái được chưa? Dạ, không mới được, có mớ hả cậu? Ha, mới được mớ hả? Dạ. Ồ, mình đi hái rau càng cua. Dạ. Wow. Mình bán được nhiêu 1 ký cô? 1 ký được 25 ngàn. Ký được 25 ngàn? Dạ. Ôi, gian nan ghê luôn. Cảm ơn cô nha. Dạ, cảm ơn cậu. Còn người bán không à, hầu hết người mua rồi. Còn người bán không hết, còn người bán không. Dạ, bà Lộc Chi Tôn xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ đi vào trong cái khu mà tầm dông nhiều nhất của An Giang. Và đây là nó thuộc về xã Lương Phi, nơi mà tầm dông nhiều nhất luôn á cô bác. Và em sẽ đi vào đây cho cô bác xem về họ chích măng và bắt những con rầy, những cái con mà nó ăn cây tầm bông á, cho cô bác xem nha. Và đi thẳng nữa là đi vào trong cái khu du lịch Ô Tà Sóc đó cô bác. Rồi mình đi bắt từng con vậy ha anh? Rồi nguyên một lần tầm dông vậy rồi mình bắt sao cho sể? Thì ai có bắt tầm dông đó, mỗi người bắt ít ít. Con này nó chuyên về cắn cái cây măng của cây tầm dông là nó bị hư luôn á anh. Trời đất ơi, mà nó số lượng nhiều không mà nó làm hư hết. Một con nó cắn 2-3 cây không chừng á. Cắn nhiều quá. Ghê vậy trời. Kêu ăn này con này con gì anh? Con này kêu con chích măng chứ không biết con gì, nó không phải bọ đó. Con chích măng. Rồi vậy là cái nghề nào cũng có cái sự mà vất vả của nó hết trơn ha. Đúng. Nó bàn phá, con này nó bàn phá cây măng vậy đó. Mỗi người bắt một ít gì đó giảm bớt được cái con này nhiều. Mới lần đầu tiên cũng mới biết luôn con này. Dạ, chuyên môn phá chuyên môn là phá những cây măng. Cái giòn
cái giòi của nó là cứng, nó chích vô, nó con cái nó chích vô cái thân cái nó đẻ trứng ở trong, còn con đực thì nó làm hư cây măng luôn. Mình nhìn biết con này con cái không được không? Con này chắc con đực nè, con cái nó nhỏ hơn. Ghê quá ha. Mà ăn được luôn à? Được, con này ăn ngon lắm. Con này là mình là chiên, chiên giòn ăn rất là ngon. Nếu mà bình thường nhìn thì không dám ăn đâu. Dạ, chỉ có người biết mới dám ăn. Đây là những cái đọt măng nó đang phát triển. Nếu mà bị con đó, ôi, phăng, đâu rồi? Đâu anh? Nếu nhà mà mình không bắt cái con đó thì nó sẽ cắn gãy cái đọt như vậy nè cô bác. Ghê không? Nếu mà mình không bắt cái con đó thì cái đọt măng nó sẽ không phát triển và nó sẽ gãy ngang và nó chết luôn. Để xuống ha. Khoan. Đây là cây măng nó bị nó con đó nó cắn nó chích rồi ha. Dạ đúng rồi. Ừ, cây măng luôn rồi. Cây măng luôn. Rồi vậy là gãy cây này luôn rồi. Gãy luôn rồi. Đây. Là mình sẽ bỏ sao? Không, em trong đây nó có cái con này. Nó thường thường nó có cái con ở phía trong. Nó chích túi vậy luôn à? Dạ đúng rồi, túi như thế này luôn. Hư luôn. Cây này đã hư rồi. Vậy là mình đây. Mấy con này là mấy con dồi nè. À, mấy con chuẩn bị nó thành con đó đó ha. Dạ, không, con này là con dồi, còn con cái con kia thì nó bay đi. Chết luôn cây măng luôn à. Dạ đúng rồi, nó chết luôn vậy nè. Ghê ha. Không mình làm gì. Rồi cây này mình còn xài được nữa không hay là cái này thì mình vẫn chừa nó để sang năm ở dưới gốc bắt đầu nó lên cái măng mới rồi mình sẽ dưỡng lại. Coi như là cây này là hư luôn rồi đó ha, không bán được nữa, nhưng mà nó có giá trị là nó tạo ra cây măng khác ở dưới gốc. Vậy là cây đó là không bán được. Dạ đúng. Nó có bự lên nữa cũng không bán được sao? Không, có nghĩa là cây bự lớn thì không có bán được gì hết. Dường như người ta chỉ mua 5.000, 3.000 để người ta làm cái chuyện vậy. Mình chích một cái là xong luôn, cây măng luôn, quá đây. Rồi những cái bọc trắng này là mình chùm lại để cho nó đừng chích cây măng đó ha. Đúng rồi. Ồ, cây măng này bự nè. Cũng chưa gọi là bự nhiều nữa, còn những cây măng bự hơn nha. Đây này ha. Vậy là mình chùm bắt đầu từ còn nhỏ xíu vô luôn đó ha. Ủa rồi nó có bị mất không khí oxy gì cho cái cây không? Hồi xưa đó mình trồng cái bọc ni lông đó là nó ảnh hưởng cây nhiều lắm. Hiểu rồi, cây này cái bọc này nó có thoáng khí nè. Rồi đây có cây măng nhỏ thế nào mà chưa chùm được ha. Lớn lên cỡ này thì mới chùm ha. Cao cỡ 3 tấc. Cao cỡ 3 tấc mới chùm được. Hay quá. Đây là kỹ thuật mà cho trồng tầm vong nha cô bác. Và nuôi dưỡng những cây măng cách như vậy. Hay quá. Mà hồi xưa đến giờ mình có làm như vậy không hay là chỉ mới phát minh đây thôi? Trồng bọc măng thì cũng khoảng 5-10 năm rồi. Nhưng mà cái loại bọc này thì chỉ mới khoảng 2-3 năm thôi. Ngày xưa thì trồng bằng cái bọc cho nên cái cây nó bị ảnh hưởng. Giờ thì nó có loại này thì nó cây nó đỡ hơn. Hay quá. Cái dính vậy đó nó không có bay đi được. Nó dính luôn. Đúng rồi, cái miếng này nó hay quá. Miếng này nó giống như có sợi tơ dính lại luôn à. Dạ, nó bấu dính vô vậy đó. Cái mình gặp nó mình bắt nó. Hay quá, đúng rồi, dính luôn rồi kìa. Hay quá hay. Đây là cây măng nó bị dây chích nè. Anh nhìn kỹ cây măng này ha. Rồi để anh cho anh xem bên trong. Măng này thì chưa có thể là con nó chưa có
có hình thành. Cái này chưa. Đây để anh nhìn ở đây. Đây nè. Chích lỗ bự rồi. Chích lỗ bự rồi. Có thể cây này thì không có lớn được nữa. Có thể bên trong nó là nó có con, có cái con ở trong của nó đó. Thì là con ấu trùng ở trong đó. Đúng rồi. Đây. Có ấu trùng trong rồi. Đây. Hư cái măng luôn rồi. Dạ, hư hư luôn. Ồ, ồ. Hay quá. Rồi, vậy là xong luôn cây măng cây tre này. Xong nó bị ăn ngang đây luôn, hư luôn. Vậy là mình chỉ để cho nó nuôi cái cây con của năm sau thôi. Đúng rồi, sáng năm nó nuôi cây con. Ui, vậy mà hư cây măng luôn, cây măng bự quá hư luôn. Rồi thành phẩm một cây mà tầm bông bự thì khoảng bao nhiêu tiền? Một cây tầm bông bự thì khoảng 30.000, 40.000. Nhưng mà bao nhiêu lâu thì mình thu hoạch được? Thường thì người ta không có tiền, người ta có thể là giáp năm là ta bán được. Nhưng mà thường ta để 2 năm. 2 năm thì nó sẽ ít ảnh hưởng tới năng suất hơn. Được có 40-50.000 thôi ha. Dạ. 2 năm. Dạ đúng rồi. 2 năm được khoảng 40.000 là tầm dông lớn á. Dông còn tầm dông nhỏ nhỏ thì 20-25.000. Tầm dông xịn đó ha, xịn nhất á ha là giá được 40-50. Dạ. Chứ còn thường thường là 20 trở lại. 20-25.000. Rồi cây măng nhỏ này thì sao? Cây măng nhỏ này là nó lên hơi chậm rồi nè. Bây giờ nó cũng hơi chậm mùa rồi. Nhưng mà nó cũng lên. Nếu như còn mưa là nó còn lên. Lên khoảng 3-4 tấc là mình chùm lại. Đúng rồi. Mà tại sao cây này mình không chùm từ ngay từ lúc đầu? Cây này là nó đang bị chích rồi. Mình thấy nó dấu chích rồi, mình chùm chưa kịp. Cho nên là mình bỏ luôn. Thôi bỏ luôn. Chứ mình chùm lại thì nó sẽ ngọt, nó sẽ hư luôn, nó hư lẹ hơn nữa. Giờ thì cái thân này nó sẽ cứng rồi nè. Rồi, ta ra đây nha. Ở đây không có rào vừa trên núi á, mới có. À, ảnh đi kiếm từng cây vậy đó cô bác. Đi kiếm từng cây, từng bụi để kiếm cái con đó. Kêu bằng cái con chích, chích măng. Chứ không biết tên con gì, giống như con gì mà con cánh cứng á. Coi như là nó chích cây măng là xong. Nên anh phải đi suốt ngày vậy đó để đi tìm. Để không thôi nó chích cây măng là hết phát triển. Đó. Họ chùm lại nè cô bác. Thì cây măng này thì được an toàn rồi. Phần dưới này nó cứng rồi, nó không sao. Nhưng mà phần trên này nó non nè. Chích là cây măng chết. Nó sẽ thúi. Hay quá, hay luôn. À, mình ghi cho hình cho các bác xem về đời sống của những người miền núi. Họ là kinh doanh trồng trọt những cây măng cầm vông. Cũng khá là gian nan. Mỗi một cái nghề nó có một cái gian nan riêng. Không có nghề nào mà được thuận hết trơn. Đó cô bác, những cái bọc nó chùm lên vậy. Vậy là ngày nào mình cũng phải đi kiếm hết trơn ha anh. Vậy là ngày nào cũng phải đi suốt hết. Quá dằn. Cực khổ ghê luôn trời. Rồi người ta muốn mua một cây tầm dông giống thì bán sao anh? Ủa sao lạ vậy? Chỉ có dùng đất để chi tôm của lương phi và chút á. Thì tầm dông nó mới có cái sản lượng với lại là cái giá trị cây tầm dông nó cao. Ở chỗ khác là mua về phải xài không được. Số dùng cũng có trồng nhưng mà giá thành nó thấp thôi. Ô lạ ha.
Vậy là với vùng núi thì tầm giống nó mới có giá trị. Vậy là ta mua cây giống về họ làm cũng không được luôn, trồng cũng không có hiệu quả ha. Ồ, lạ. Ở đây thì nhân giống thì chủ yếu là nhà vườn người ta tự nhân giống rồi tự trồng thêm. Tại vì thấy trên núi có mấy người ta đi lấy ta bán một cây là 30 ngàn đó, rồi người mua là người ở đâu? Thì người ta cũng trồng kinh nghiệm vậy đó. Ủa rồi sao cây này mình chùm lại rồi mà nhưng cũng bị chích anh? À, cái nghĩa là khi mình chùm á là nó đã chích rồi mình mới chùm. À. Không thấy đó. Cái đó là nhiều quá mình không để ý rồi mình mới chùm. À. Như cây này là khỏi chùm đó. Nhìn hư rồi đó ha. À, nhưng mà lớn được nhiều lớn để dành cho nó sang năm đó, nó bạo măng của cây này. Tạo cho cây con sau. Coi như là cây này cũng hư rồi bỏ. Đúng rồi, cây đó là hư rồi. Thôi, quá gian nan luôn. Chích vô là tổ quá. Thế như là xong rồi đó. Cái tầm trong này là hư rồi đó. Có cây nó vô tới 4-5 con luôn hả? Trời ơi. Đoán là cây này nhiều con đó ha, có nhiều con đó. Rồi, có lỗ này có thể là đã bay ra rồi. Bay ra rồi, cánh nó đã bay ra rồi. Vậy là theo anh Nhân nói là tầm dông mình đem đi xứ khác là không có hiệu quả. Dạ, ở chỗ khác thì tốt. Cô không biết sao nhưng mà hồi đó giờ cũng nghe chỗ này chỗ kia người ta trồng nhưng mà thấy nó không hiệu quả kinh tế. Cái loại vùng này thì mới có hiệu quả kinh tế. Sau khi đi một vòng bắt được cũng được một mớ con rồi cô bác. Nhìn ghê quá. Nhưng mà nó là món đặc sản ha. Ồ, nhìn ghê ha. Nhưng mà ăn ngon lắm ha. Ăn cũng được, ngon. Ê, 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 ê. Tự nhiên nó đi thật thật nha. Để cho bọc đi cũng đạt nha. Sao hả? Chiên ăn. Rồi nè, rớt đấy. Khổ ha. Đi kiếm từng cây để bắt con này. Nhiều phải không? Nó cũng mày biết làm chứ. Cô đi hái rau hả cô? Dạ. Rồi mình hái được chưa? Dạ, mới được có mớ hả cậu? Ha, mới được mớ hả? Dạ. Ồ, mình đi hái rau cần cua. Dạ. Wow. Mình bán được nhiêu 1 ký cô? 1 ký được 25 ngàn. Ký được 25 ngàn? Dạ. Ồ, gian nan ghê luôn. Cảm ơn cô nha. Dạ, cảm ơn cậu. Và mình đi theo anh này vào trong cái khu tầm vong của anh. Một rừng tầm vong luôn. Hình như là mấy chục công luôn á cô á. Anh phải đi kiếm từng con vậy đó. Đi bắt từng con vậy cô bác ơi. Cũng khá là vất vả nha. Hình như là cái rừng tầm vong này lớn nhất của là cũng của anh này nè cô bác. Có một cái video lúc trước mình quay cũng khá lâu rồi, cách đây 1 năm. Cũng quay anh này. Anh chia sẻ về cái cách mà nuôi cây tầm vong và chăm sóc nó như thế nào á. Cô bác có thể gõ vào đó xem. Những cây tầm vong của xã Lương Phi.
À, ngay cái hồ Ô Tà Sóc đó cô bác. Rừng tầm vong của ảnh là lớn nhất ở đây luôn. Mùa này là kêu bằng mùa măng lên các bác. Vì mùa nước lên cũng là mùa măng nó lên. Anh đi chăm sóc vậy đó các bác ơi. Bên này thì anh chùm bọc ha. Nếu mà chùm bằng cái bọc ni lông vậy đó các bác thì phải chích cái lỗ ở trên đầu. Còn cái bọc kia thì nó hiện đại hơn, nó có thoáng khí thì cây măng nó không bị ảnh hưởng. Còn này thì nó bị thoáng khí nè các bác, nó có bọc nước nè. Nó bọc nước lên, có hơi nước. Cho nên cây măng nó cũng phát triển cũng không bằng những cái thiên nhiên. Nhưng mà mình không có chùm như vậy thì cây măng nó sẽ chết. Bị con nó cắn là cây măng hư luôn các bác. Những cây măng của tầm vong trong rẫy của anh này quá nhiều luôn các bác ạ. Đúng là nhiều, cây nó phát triển nhanh mạnh lắm. Cây măng quá trời tốt rồi, quá bự luôn cây măng này. Kế bên đó thì có một con. Đó, cũng đi về. Đi tìm những con đó đi suốt rồi đó các bạn, mà nguyên một rừng vậy đó. Nghe nói đâu cả mấy trăm công. Và đến đây thì em sơ qua cho cô bác xem về cái cách mà trồng cây tầm vong, nuôi dưỡng cây tầm vong và bắt những con chích măng. Có những người thì họ chích măng để đi bán, còn cái con chích măng là khác nha cô bác. Măng tầm vong thì ăn rất là ngon, kêu bằng măng le gì đó. Thấy cô bác người ta nói vậy, mình cũng ít ăn lắm mà không rành. Rồi em sơ qua cho cô bác xem về cái người dân ở Lương Phi Ba Chúc họ trồng tầm vong. Nhưng mà nơi đây là một cái nơi rất là nhiều về cây tầm vong nha cô bác. Rồi cảm ơn cô bác. Hãy theo dõi tiếp theo, có thể làm đi vào cái chợ chiều của chợ Ba Chúc luôn, vì chợ Ba Chúc có một cái chợ chiều cũng khá là đặc biệt. Và mùa này thì cá chắc là nhiều lắm đây, vì hôm nay là nước cũng lên đồng rồi. Em sẽ đi vào đó quay cho cô bác xem về cái chợ chiều của Ba Chúc. Và đến đây thì mình gặp cụ hái rau càng cua nữa. Thường thường là mình đi hái ở đâu là nó sẽ nhiều cô? Thường thường là rau càng cua trên núi nhiều hơn. Dạ. Chứ thường thường là mình đi ở trên núi không? Dạ. Mùa mưa thì nó mới có nhiều hả cô ha? Dạ. Mùa mưa thì nó phì nhiều hơn. Rau càng cua ăn rất là tốt quá. Mấy người tiểu đường tốt đó. Đúng là rau thiên nhiên luôn. Hay quá.
Rồi, con cảm ơn cô nha. Dạ, cảm ơn cậu. Chị ơi, kiếp lụm thuốc hả? Kiếp lụm thuốc là nhổ dưới mà nhổ vườn rừng á con. Và trước khi đi vào chợ Ba Chúc thì em ghé ngang cái hồ Ô Tà Sóc, ghi hình cho cô bác xem mùa này nước mênh mông luôn cô bác ơi. Quá trời luôn. Và mình thấy có những người họ trên núi chạy xuống à, giống như họ đi chích măng về. Quá đẹp luôn. Rồi và em trở lại con đường này để em đi ra chợ chiều của Ba Chúc nha cô bác. Nó là con đường này đẹp thiệt, những cây tầm vong đẹp quá cô bác. Và đến đây thì em đã đến chợ Ba Chúc, đây là chợ lớn của Ba Chúc. Rồi bây giờ em sẽ chạy tới đó, đi thẳng tới để mình đi đến vào cái chợ chiều của Ba Chúc nha cô bác. Và đến Ba Chúc thì cô bác không thể thiếu cái cây mà nằm ở giữa đường, cây mấy trăm năm tuổi vậy nè. Rất là lạ. Trước mặt mình là cây mấy trăm năm tuổi đó cô bác, nằm ở giữa đường luôn. Và ngay cái chỗ cái cây đó cô bác quẹo bên phải nha, tại vì nó có một cái vòng xoay, cô bác cứ cặp theo bên phải chạy tới là gặp một cái phiên chợ ở đó, và họ chỉ nhóm vào buổi chiều thôi, từ lúc khoảng 1 giờ cho đến 5 giờ chiều, và cao điểm của họ là khoảng 2 giờ hoặc 3 giờ, trong tầm 2 giờ 3 giờ. Rồi cái cây mà giữa đường nè cô bác, cây mấy trăm năm tuổi gì đây nè, gốc khổng lồ luôn. Rồi đến đây thì một cái vòng xoay thì một cái đi về Lạc Quế rồi đi về Hà Tiên luôn, là quẹo trái nha, còn quẹo phải thì mình đi vào cái phiên chợ đó. Wow, quá đông luôn rồi cô bác ơi. Vừa nhìn vào là thấy rất là đông rồi nè. Rồi trước hết thì mình sẽ đi qua một vòng rồi mình đi vào chi tiết nha cô bác. Còn phía bên tay phải mình là đi vào cái nhà mồ nè, cái chỗ mà chiến tranh của Pol Pot đó. Cô bác thấy nhộn nhịp không? Đông, thật là đông luôn. Quá trời người mua bán luôn à. Bắt đầu từ bên phải mình đi nha cô bác. Rau củ quả tươi thông nè, cá chuột đồng, ô chuột đồng nhiều nha. Wow, quá trời đông luôn rồi cô bác ơi, kẹt xe luôn. Hai giờ con.
Rồi, trước hết là mình đảo một vòng đi rồi mình đi vào một vài chi tiết nha cô á. Ừ. Độc. Wow, quá trời độc, mình quán à. Cái chợ cũng khá là dài các bác, khoảng 150 mét á. Đủ thứ hết. Lòng bò, cá đồng, hải sản đầy đủ. Nhóm từng nhóm nhìn thấy hay quá cô á, đẹp quá. Chém này kìa, quá trời luôn cô bác. Có hai con cá chém quá trời bự luôn. Wow. À, quá bự luôn cô bác. Nhiều quá. Rồi mình sơ qua cho cô bác xem về cái chợ chiều Ba Chúc. Và mình sẽ đi ra những cánh đồng coi mùa nước tràn đồng như hôm nay như thế nào đây. Tiếp theo nữa em sẽ ra ngoài cánh đồng nha cô bác. Coi như là nước đã tràn đồng rồi. Xem họ như thế nào. Wow, khúc này quá đông luôn. Và đến đây thì em thấy có một cái cánh đồng lúa ngã hết trơn luôn các bác ơi. Lúa rạp hết trơn luôn rồi. Những này họ chỉ cắt bằng tay thôi chứ còn cua. Rồi.
À, và tiếp theo nữa em sẽ sơ qua cho cô bác xem về cái chợ Lương Phi nha. Thấy cũng khá là đông rồi. Nhộn nhịp ha, cũng nhộn nhịp lắm á. Rồi, em đảo một vòng ở chợ Lương Phi cho cô bác xem nha. Quá đẹp luôn, đông quá. Vậy là chỉ có một đoạn thôi là họ nhóm kiểu như rau sạch này kia mà họ xe. Và đây có một nhóm nữa. Cá thì cũng như mấy chỗ kia, cá chốt, cá đồng. Rồi mình đảo thêm một vòng nữa cô bác. Bên chợ Nhà Lồng thì rồi mình chỉ sơ qua cho cô bác xem về cái chợ Lương Phi tí thôi, thì mình sẽ chạy vào trong cái hồ sờ sóc lại. Cảm ơn cô bác nha, xem video của em. Rồi bây giờ mình sẽ chở ra lại cái hồ và sóc. Sau khi mình ở hai cái chợ và Lương Phi và Ba Chúc thì mình chở ra hồ và sóc cô bác. Ngã hết trơn ha mà. Rồi này máy mình gặt được không ha? Máy vô được không? Thì là đỡ đầu lên rồi cho nó đỡ rồi mình gặt ha. Bỏ 50% luôn. Đúng không? Quá cỡ rồi. Ngã rạp chân luôn. Khu này hôm ngoái là mình bị ngập tràn đó không nè. Đỡ đầu lên hết vậy là máy gặt được ha. Nhiều công không anh? 4-5 công hả? Ngã hết trơn luôn. Rồi, năm nay có dí cù chuột không? Không có chuột hả? Rồi, cảm ơn anh nha. 4-5 công vậy ha. Ngã hết trơn luôn. Chỗ mà mỗi năm bị nước tràn bờ nè cô bác. Hôm nay thì lúa ngã chân. Xuống đỡ lúa lên hả chú? Xuống đỡ lúa lên hả? Yeah.
mưa tới nữa rồi. Trơn rồi mình cắt tay luôn hả chị? Rồi sao cắt có một mình à? Chị bị mấy công? 4 công luôn. Ngã rạp hết trơn luôn cô bác ơi, nước rồi. Rồi có ai cắt tiếp mình không chị? Cắt chút chút thôi ha. Oh, hết trơn luôn rồi. Chị này thì cũng 4 công. Trên đây cũng được. Vậy là cái khúc này năm nào cũng bị hết. Năm ngoái thì tràn bờ luôn ha. Nước tràn bờ luôn. Rồi em đi chị ơi, cảm ơn. Ốc cun. Nước tràn đồng luôn. Wow, quá giỏi luôn cô anh ơi. Hả? Trời ơi. Máy nó không làm được rồi mình làm luôn. Làm luôn biết. Bị nhiều không chị? Mấy công anh? Không. Mấy? Không. Nửa công à? Không nữa. Rạp bằng chân luôn. Dạ. Có nửa công thôi. Bị ngã luôn ha anh, bị ngã hết luôn hả? Hai ông mà xuống bằng cái chân, đạp bằng chân luôn. Ngay đây thì ngay chỗ mà xí nghiệp khai thác đá cho nên ồn. Bên kia là xí nghiệp khai thác đá cơ quát. Tiếng máy làm cho nên ồn lắm. Xí nghiệp đá ăn cha cô.
đạp bằng hai cái chân luôn. Ít quá mình đập cũng không được luôn, đạp luôn. Nhưng mà lúa trúng á chị ha, anh ha, lúa quá trời trúng luôn, mà bị ngã hết trơn, lúa quá trời trúng luôn, quá trời bự luôn, lúa trúng ghê luôn. Ông ơi! Rồi, Okun. Nào nói chắc quá chắc lúa luôn, nó bị ngã trơn, uổng quá uổng. Rồi cảm ơn anh ơi. Nước tràn bờ luôn. Nông dân được mùa thì lại bị thiên tai, còn nếu mà không được mùa thì được giá nó cao, cứ trong cho cái vòng lẩn quẩn cô. Bà đạp bằng cái chân luôn cô bác ơi. Nước tràn bờ đê, nước tràn đồng cô bác ơi. Đi cắt lúa hả chị? Đi mót lúa. À, đi mót hả?
Bữa nay có hai cây gánh đẹp quá. Tào lao, có một cái thợ nó cũng tìm tào lao. Mùa nước lên nữa thì cá cá sông với cá đồng nữa. Có cá rô non nữa. Cá rô non mùa nước lên. Cá lồng lồng bay luôn. Đi bù đi. Đặt đi chụp người ta không cho tiền người ta đâu. Người ta cho tiền. Ừ, ngày nào không cho. Cô, vậy là cô không được chờ. Hỏi mấy cô ở đây coi, ngày nào cũng cho hết trơn á. Đi chụp lại cô không cho đi tôi. Cho tiền mở đi. Đưa cái máy vô là cho tiền đi. Đưa cái máy vô là tiền ly cà phê đi. Lấy nhiều nhiều mới được. Mùa nước lên thì cá quá trời nhiều luôn. Còn người bán không à, hầu hết người mua rồi. Còn người bán không hết, đúng rồi là còn người bán không hết. 200 nghìn. Yeah. Thật, bà Rương thật, tăng được của đó không tăng mấy người lấy. Mùa nước tràn đồng và đời sống nông dân miền núi. Và đến đây thì em cũng xin kết thúc video. Cảm ơn cô bác đã xem video của em nha. Phụ gánh cây gánh ế về. Bạn có mấy chai bí chai mướp mà cũng ế nữa.